Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên à, bản tiếng tuần, trên kênh chứng khoán Chiến Binh Thiên Từng Cột Sóng cũng như trên kênh Hùng Lê Chứng Khoán. À, với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư thì chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Một tuần chúng ta sẽ à, có một bản tin à, view bộ ba tham số chung của thị trường cũng như chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cơ bản. Thì đối với video tuần chúng ta sẽ được up lên trên kênh chứng khoán Chiến Binh Thiên Từng Cột Sóng đã được xây dựng từ năm 2018 và hàng ngày sau khi chúng ta kết thúc một phiên giao dịch thì chúng sẽ có một cái bản tin ở uh, view lại bộ ba tham số chung gồm chỉ số VNI, chỉ số Vn30 và chỉ số phái sinh các điểm view uh, trên cơ sở uh, các cái điểm kháng cự các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta sẽ đánh giá lại uh, trong phiên uh, của ngày hôm nay thì nó tích cực hay nó tiêu cực và nó sẽ có những cái điểm gì mới thì uh, các anh chị có thể đăng ký hai kênh này để chúng ta theo dõi thêm uh, trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư thì uh, đối với bản tin tuần này thì như thường lệ thôi chúng ta vẫn có các cái nội dung chính như sau phần 1 chúng ta sẽ phân tích đánh giá lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần giao dịch vừa qua phần thứ hai thì ông sẽ cùng với các anh chị em sẽ đi phân tích một số các danh mục cổ phiếu rất là cơ bản gồm nhóm cổ phiếu trụ bất động sản khu nghiệp nhóm thép nhóm bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán và các anh chị em lưu ý tất cả những cái nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc À, trước khi chúng ta xem và trước khi chúng ta áp dụng với một quan điểm chuyên suốt à đã chia sẻ với anh chị em từ rất lâu rồi đó là chúng ta sẽ cố gắng à, tìm kiếm thật nhiều các cái nguồn thông tin mở ở trên mạng đúng không ạ và chúng ta à, tích góp lại chúng ta à, thâu tóm lại và chúng ta tổng hợp lại chúng ta tích lũy lại để chúng ta xem thử là à, cái nguồn thông tin nào nó là uy tín à, cái điểm nào thì chúng ta có thể sử dụng được à, trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư để à, một cái đích đến cuối cùng một cái đích đến cuối cùng đó là anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ thu được lợi nhuận à sẽ sinh tồn được ở trên thị trường chứng khoán và sẽ đi bền được bởi vì cái kênh đầu tư à, về thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là một trong những cái kênh rất là hay à, tuy nhiên nó nó hay nhưng mà cái độ khó của nó lại cực kỳ khó anh chị nhé chứ không phải nó hay mà nó dễ nó hay mà nó dễ thì nó lại không thuộc về số đông chính vì nó hay nó khó cho nên là chúng ta sẽ cần đầu tư rất nhiều thời gian công sức chứ không phải là cứ cầm tiền lên thị trường chứng khoán là chúng ta có lợi nhuận không có những câu chuyện đó anh chị nha phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đánh giá lại à, tất cả những cái nội dung à, phân tích ở trong tuần vừa qua chỉ số vn index từ phiên giao dịch của ngày 21 đến ngày 25 à, thì chúng ta cũng đã có phân tích rồi và đặc biệt là trong phiên giao dịch của ngày 21 thì như chúng ta cũng đã có phân tích định lượng với cái cách thức mà phiên giao dịch của ngày thứ sáu nó có rút chân lên và nó trả cung thì phiên giao dịch của ngày 21 thì nhung đã có phân tích rồi chỉ số VNI khả năng sẽ có các cái điểm kéo gáp lại ở quanh vùng 1289 điểm và sau đó nó sẽ lần lượt test đúng ạ vùng 1280 và sau đó thì các cái phiên giao dịch tiếp theo thì các anh chị nắm được rồi chúng ta tiếp tục dự báo về đến cái điểm 1275 điểm và tiếp theo là vùng 1264 đến vùng 1267 và đến phiên giao dịch và đến phiên giao dịch của ngày 25 thì sau khi mà uh, chỉ số VN Index của chúng ta trong phiên giao dịch ngày 24 đánh mất cái vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật quan trọng đầu tiên đó là vùng 1264 sau đó tiếp đến là vùng 1260 thì như vậy là có phân tích dự báo định lượng là gì khả năng thì như vậy là uh, chỉ số VN bước vào phiên giao dịch của ngày 25 tháng 10 sẽ có cái điểm kéo gáp nhẹ lại ở quanh vùng 1262 thì các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu tiên chỉ số VN Index của chúng ta đã có một điểm 262 sau đó thì nó sẽ quay trở lại à, uh, test các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu đó là vùng 1255 à, uh, điểm sâu hơn thì chúng ta phải tính toán đến điểm 1250 đến vùng 1252 đấy là nội dung ở uh, trong bản tin sau khi kết thúc phiên giao dịch của ngày 24 các anh chị có thể xem lại Thế thì chúng ta nhìn thấy rằng là à, uh, chúng ta sau gáp tăng thì như vậy là chỉ số VNI của chúng ta đã test điểm à, uh, 2, 3 cây đến giờ trong phiên sáng thì VNI đã test về vùng 1255. Tuy nhiên là đến hai cây đến giờ phiên chiều thì vẫn là một kịch bản cũ. Tức là trong tuần vừa qua thì tạo lập tập trung đạp phiên chiều và hai cây nến giờ ở phiên chiều là hai cây nến giờ mà tạo lập liên tục đạp và nhóm ngành la cáp là nhóm ngành mà à, tạo lập sử dụng nhiều nhất ở trong tuần vừa qua để ép chỉ số thì với hai cây nến giờ ở đây thì chúng ta nhìn thấy gì ạ? chỉ số VNI đã tiệm cận về đến vùng 1250 1252 rút chân nhẹ lên vùng 1252 phết 72 ở đây nhưng chúng ta xét cục diện ở trong phiên thì vẫn là gì vẫn là sọc chủ đạo đó thì với cái cách thực hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo phiên giao dịch của ngày 28 à. 28 đúng rồi, 28 tháng 10. chỉ số vn sẽ tiếp tục có các cái điểm kéo lại. Các anh chị ở vn sẽ có các cái điểm kéo lại ở khoảng quanh vùng 1257 điểm ở đây. Rồi sau đó nó sẽ tiếp tục tiếp tục test vùng 1250, 1252, điểm sâu hơn chúng ta tuần tới phải tính toán đến vùng 1245 cộng trừ. Và cá biệt có thể là trên chúng ta sẽ xuất hiện các cây nến M5 À, các cây nến M5 có thể là gì à, chỉ số VNI của chúng ta nhún về đến vùng 1240 đó quanh vùng 1240 nhưng chúng ta cần những cây nến giờ kiểu như là như thế này kiểu như các anh chị hiểu cái mô típ rồi đúng không ạ đó là gì điểm đóng nến của cái cây nến giờ đó nó phải là điểm cao nhất phiên và nó phải tạo được cái sự rút chân đúng anh chị nó phải tạo được cái sự rút chân và chúng ta cần những cây nến giờ như thế này để làm gì để chúng ta dự báo cái khả năng thị trường của chúng ta sẽ quay trở về cái cái, cái kết thúc cái nhịp chỉnh cung và chúng ta sẽ quay trở về gì nhịp long và các anh chị lưu ý là chúng ta cần phải theo dõi thêm cái tín hiệu dòng tiền chờ mua và mua chủ động à, bản thân thì hùng phân tích các cái chân sóng các anh chị chúng ta có thể kiểm định lại tất cả những cái chân sóng mà cá nhân hùng Lê phân tích ở trong quá khứ thì hùng phân tích khá là sát các anh chị và có thể trong phiên uh, tuần tới phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba tại cái thời điểm nó mà ông nhận diện thấy rằng à như vậy dòng tiền chờ mua và mua chủ động tăng đột biến thì khi đó có thể cũng sẽ làm một cái bản tin ngắn để gửi đến cập nhật ngay ngay lập tức cho các anh chị em uh, cộng đồng nhà đầu tư chúng ta tham khảo còn với những anh chị em mà uh, ở trong team thì đương nhiên rồi sẽ được nhận ngay ở những cái phân tích uh, trên nhóm uh, uh, các cái nhóm và tín hiệu real time trực tuyến các anh chị nhá Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 thì ở đây các anh chị nhìn thấy rồi đúng không ạ? phiên giao dịch của ngày 21 tháng 10 thì chúng ta cũng đã dự báo các cái điểm VN30 sẽ có những điểm kéo gáp và sau đó test. Thì đối với VN30, chúng ta cũng lần lượt phân tích các điểm test 12 1355 và khi 1355 bị thất bại thì chúng ta tính toán tiếp 1345 1347. Và đến phiên giao dịch của ngày và đến phiên giao dịch của ngày 24 thì như vậy Hùng đã phải tính toán đến một cái điểm 1338 đến vùng 1340 và cây đến giờ kết thúc của phiên giao dịch ngày 24 phiên 30 chúng ta thủng vùng 1340 thì khi mà chỉ số này thủng vùng 340 thì bước vào phiên giao dịch ngày 25 thì chúng đã có phân tích dự báo VN30 sẽ có cái gáp bồi và gáp bồi này sẽ hướng lại quanh vùng 1335 thì các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu phiên thì chỉ số VN30 phiên giao dịch ngày hôm nay đó, thì VN30 chúng ta cũng đã đạt lên đến cái vùng 1335, sau đó nó sẽ đi test và các cái vùng test mục tiêu thì chúng đã phân tích rồi, đúng không à, sẽ test lại vùng 1330 và điểm sâu hơn trong phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta phải tính toán, đến vùng 1325, 1327 thì cây đến giờ kết thúc phiên có thời điểm chỉ số VN30 chúng ta thủng qua vùng 1325 rồi các anh chị nhá tuy nhiên thì nó cũng đã kịp rút chân nhẹ, các anh chị đã kịp rút chân nhẹ lên trên vùng 1325 1325,5 điểm, à, tất nhiên cái điểm rút chân này nó không quá mạnh và tổng quan cục diện thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay đội sọc vẫn chiếm thế chủ đạo và chúng ta vẫn không thể đảo lo được ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay do đó thì thế trận sẽ phải chuyển đến ở trong phiên giao dịch của tuần tới thì với cách thức vận hành như này chúng ta tiếp tục dự báo vào phiên giao dịch ngày 28 tháng 11 vì tháng 10 VN30 sẽ có các điểm kéo gáp lại quanh vùng 330, test lại vùng của 325 và điểm sâu hơn các chị lưu ý trong tuần tới chúng ta phải tính toán đến điểm hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30 ở quanh vùng 1316 đến quanh vùng 1320 test tích lũy thành công đảo long thì như vậy trong thời điểm ngắn hạn thì vùng 1 ngàn 1335 các anh chị lưu ý 1335 1340 thì bây giờ nó lại trở thành những vùng cản của chỉ số VN30 à, bên này là hỗ trợ thì trong cái quá trình phục hồi thì nó sẽ quay trở lại ở bên này đó chính là vùng cản kỹ thuật của chỉ số này Bây giờ anh chị sẽ nhìn chỉ số VN30 ở trên sạc kỹ thuật ngày thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi. Sau khi mà chỉ số VN30 chúng ta bị thủng qua vùng của 340 thì khả năng là VN30 chúng ta sẽ tiếp tục test về cái điểm ở đây đó chính là điểm vùng 1327 đấy này anh chị, 1327 325. Đó. Thì khi mà nó test về đến đây á thì chúng ta cần một cây nến hammer quay trở lại phục hồi. Tuy nhiên đây tiếp tục là một cây nến đỏ, đúng không ạ? À, nó xác nhận cho chúng ta rằng là gì? À tiếp tục à, chỉnh cung và chưa có một cái 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 tín hiệu phục hồi đặc biệt tín hiệu đường RSI vẫn đang tiếp tục cắm xuống và với cái cách thức vận hành như thế này thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta đã tiếp tục bị chỉ số VN30 chúng ta đã bị tiếp tục mất cái vùng 1325 ở đây Thế thì cái cách thức vận hành là gì có thể tuần tới khả năng là à, mất ở có thời điểm mất 1325 có phục hồi nhẹ nhưng đã phân tích nhưng mà nói chung là không đáng kể lắm Thì với cái cách thức vận hành như thế này thì chúng ta kỳ vọng thêm một cái điều nho nhỏ ở đây thôi Tất nhiên là mọi cái 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 tín hiệu thì chúng ta sẽ phân tích thêm ở trong phiên nhưng ít nhất là chúng ta sẽ ngắm về vùng 1316 đến vùng 320 và tại sao chúng ta lại ngắm về vùng này thì chúng ta view nhỏ lại đối với chỉ số VN30 thì chúng ta nhìn thấy đây đây là vùng cản các chị nhé đây vùng cản này đây vùng cản thì sau khi vượt qua cản nó test lại này và đây thì cũng như vậy tức là chúng ta kỳ vọng là loanh quanh ở đây thì như vậy là VN30 chúng ta sẽ ngừng rơi và cái quá trình ngừng rơi đó thì chúng ta cần phải phân tích khá nhiều các yếu tố kỹ thuật và đặc biệt là chúng ta phải chú ý đến cái chỉ báo RSI rồi nhiều lắm, nhiều các cái chỉ báo kỹ thuật khác nhưng nhưng mà chúng ta sẽ 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 xem ở đây và chúng ta chờ đợi những cái cây nến, à, các cái bộ cây nến đảo chiều, các anh chị khi thị trường đảo chiều thì nó phải xuất hiện những cái cây nến mà như cũng có phân tích rồi đó, đây ví dụ nhé, đây là đỏ này, đây đây là cây nến búa này, rút chân lên này, đây là một cây nến hammer này, đẩy lên này, rồi các anh chị là liên tục sau những cái điểm mà ấy thì nó liên tục nó có những cây đinh ba, đúng không? Ạ? À, liên tục có những cây đinh ba đấy đây cũng liên tục có những cây đinh ba với râu nến dưới dài và các điểm đóng nến gần như nó phải phục hồi cao nhất cái cây nến ngày đó hoặc là cái cây nến giờ đó thì đó sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta dự báo thị trường của chúng ta sẽ quay trở lại phục hồi à, đương nhiên nó phải kết hợp với một cái tín hiệu cực kỳ quan trọng đó là dòng tiền chờ mua và dòng tiền mua chủ động ở trên thị trường bây giờ chúng ta sẽ view ở chỉ số phái sinh thì như cũng chúng ta cũng đã có phân tích khá là chi tiết ở trên bản tin tuần đúng không ạ À, bước vào phiên giao dịch ngày 21 thì khả năng sẽ có các cái điểm kéo về quanh vùng 1372 và ở đây thì như vậy tuần trước sau khi mà đáo hạn hợp đồng phá chính xong thì chúng ta cũng đã có phân tích khá là kỹ các cái điểm test mục tiêu ví dụ đầu tiên là vùng 1360 cộng trừ hai điểm và khi vùng này bị thủng đúng không ạ thì chúng ta phải tính toán đến vùng 1345 đến vùng 1347 và khi vùng 1345 1347 bị thất bại trong phiên giao dịch của ngày 24 thì bước vào phiên giao dịch ngày 25 chúng ta nói điều gì thì chúng ta sẽ zoom to lên để chúng ta xem thử à cái phiên 25 chúng ta nói cái điều gì ở đây Thế thì bước vào phiên giao dịch của ngày 25 á, thì cũng có phân tích là gì khả năng là sau cái điểm mà sọc này thì chúng ta sẽ có một cái gáp bồi và gap bồi sẽ dự kiến sẽ kéo lại ở khoảng quanh vùng 1340 đến vùng 342 thì các anh chị nhìn thấy là ngay đầu phiên á, thì chỉ số phá chính của chúng ta tiệm cận đến vùng 1342 à 1340 và sau đó nó test các điểm test mục tiêu ở vùng 355 điểm sâu hơn sẽ là vùng 330 đến vùng 1332 thì à, phiên sáng của phiên giao dịch ngày 25 chính là ngày hôm nay thì nó test điểm 1335 thì nó có hồi nhẹ này rồi nó lại tiếp tục test 1335 nó hồi nhẹ này Tuy nhiên sang đến phiên chiều thì cái mô típ của tạo lập thị trường vẫn như cũ, tức là họ sau khoảng tầm 14 giờ 15 thì họ bắt đầu ép và họ xuất hiện những cái cây nến sọc đây, các anh chị đây ví dụ đây là một cây nến sọc và đây những cái cây nến sọc à, về mặt tâm lý đây, các anh chị trong tuần vừa qua liên tục như vậy và chúng ta nhìn thấy là xét ở trên một góc độ tổng quan sau khi đáo hạn hợp đồng phá sinh xong chúng ta có một tuần giao dịch à, tương đối là tiêu cực với nhóm à, với, với thị trường chứng khoán cơ sở nói chung và cả bên mảng phá sinh nữa, đúng không? Ạ? Uh, phái sinh của chúng ta đã sọc từ quanh vùng 1375 1378 đây là vùng cả kỹ thuật khá là mạnh và nó trượt dài ở trên một con dốc đúng không ạ và trên con dốc này chính là đường cản chéo về kênh xu hướng và cứ mỗi lần đập vào cản chéo xu hướng thì uh, tạo lập họ lại đạp sọc Đấy, anh chị uh, và liên tục như vậy anh chị nhá liên tục như vậy và bản thân ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay phiên kết tuần thì tất nhiên cái lực sọc nó không quá mạnh uh, nhưng uh, xét trên cục diện thì vẫn là phe sọc nắm thế chủ đạo đúng không anh chị và nó đã sọc quanh vùng 1340 và kết thúc phiên ở vùng 1327 tức là cũng mất uh, 10 13 điểm đúng không Nếu mà tính cái điểm cao nhất ở vùng 1340 đến hôm nay là vẫn vẫn mất 13 điểm vẫn có cái sự biến động 13 điểm ở trong phiên ở phe sọc với cách thức vận hành hiện tại như thế này thì chúng ta dự báo điều gì uh, phiên giao dịch ngày 28 khả năng phá sinh sẽ có các cái điểm kéo lại ở quanh vùng 33 1335 tiếp tục test 1330 và điểm sâu hơn các chị lưu ý trong tuần tới thì cũng phải tính toán xuống một cái độ sâu nữa của chỉ số VN Index à, VN30 F1M đó là quanh vùng 1320 1322. À, khả năng thì phái sinh sẽ sọc về quanh vùng 1320 cộng trừ đây. À, thậm chí là có có thể là có những cái chị chúng ta có thể tính toán những cái cây nến, anh chị chúng ta có thể phải tính toán những cây nến của phái sinh ở trên chạc cái tuột 15 có nghĩa là khi nó về đến vùng 320 thì nó sẽ xuất hiện các cái bóng nến hoặc các cái dâu nến kiểu kiểu như thế này. Đó, và cái điểm đóng nến, nhiều người có phân tích rồi, khi nào mà chúng ta nhìn thấy được thật nhiều Thật nhiều các cây nến M5, thật nhiều các cây nến giờ Rồi thật nhiều các cây nến ngày kiểu như thế này thì đó sẽ là những cái thời điểm mà gì à, Chúng ta sẽ dự báo cái khả năng thị trường chúng ta sẽ kết thúc chỉnh cung và bắt đầu quay trở lại phục hồi Ở đây thì trong cái quá trình phục hồi, đối với phái sinh thì các anh chị lưu ý vùng 1337 đến vùng 1340 sẽ là vùng cả kỹ thuật ngắn hạn à, Ở trong các phiên giao dịch tiếp theo và ít nhất là Trong phiên giao dịch của ngày 28 tháng 10 và hết một phiên giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin view các anh chị lưu ý chúng ta nhớ đón xem các anh chị nhá. Nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu đi review một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản các anh chị nhá, cực kỳ cơ bản luôn. Và đối với danh mục này thì khi các anh chị lên tham gia vào thị trường chứng khoán thì ai cũng biết, chắc chắn cam đoan 100% như vậy ai cũng biết những cái mã cổ phiếu này mđoker uh, dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 65 target thuật tuần vùng 68 thì trong tuần nó đi được khoảng vùng 66.7 thì nó lại tiếp tục quay trở lại test cung và các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch ngày 24 25 thì vùng 64.8 đến vùng 65.1 của mđoker uh, test tương đối là tích cực với góc độ như này thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục kỳ vọng tuần tới uh, test đi thành công tại hỗ trợ này và hướng về vùng 67.5 đến khoảng quanh vùng 68 Cổ phiếu Man San là một mã cổ phiếu được khuyến nghị cầm dài và gom dài. Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì Man San tiếp tục bị thất bại ở cái vùng cảng kỹ thuật ở vùng 82. Tuần trước thì nó hai lần nó công cái vùng cảng kỹ thuật 82 và đến tuần này thì nó tiếp tục công lại vùng 81. Tuy nhiên ở đây như vậy là gì? Nó đã hình thành một cái đường cản chéo về mặt xu hướng ở đây. Đúng không anh chị? Cái đường cản chéo đó. Và nó liên tục công, nó liên tục cố gắng để vượt thoát lại cái vùng 80 đến vùng 82 ở đây, tuy nhiên không thành và ở phiên 24 và phiên 25 thì cái lực bán tương đối là mạnh đối với cổ phiếu Mansan và đặc biệt phiên ngày hôm nay thì nhà đầu tư ngoại bán khá là sâu. Với cách thức này thì chúng ta sẽ tính toán điểm 77 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 76 đến 76.4 ở tuần tới. Đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và tạm thời sẽ ngắm ở đây. Trong trường hợp cổ phiếu Mansan về đến đây bắt đầu xuất hiện lực đỡ à, và bắt đầu dập chiều dập chiều ở đây thì đó sẽ là những cái thời điểm của các anh chị à, cầm ở góc độ trung và dài hạn có thể thu gom thêm. Vinamilk như chúng ta cũng đã có phân tích vùng 67 đến khoảng vùng à, vùng 67 đến khoảng vùng 68 nha, đó sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật à, mà Vinamilk sẽ sòp về đến đây và trong tuần vừa qua thì à, quanh vùng 67 đến vùng 67.5 thì Vinamilk đã tích lũy khá là tốt có một cây nến đẩy lên và sau đó thì bắt đầu à, quay trở lại test cung và lớp gap như vậy tuần tới dự kiến sẽ quanh vùng 67.5. 67.5 đến khoảng vùng 67.7 ở đây Vinamilk sẽ tiếp tục test tích lũy Test tích lũy thành công Mục tiêu ở vùng 69.3 đến khoảng quanh vùng 69.5 Cổ phiếu BVH Trong tuần vừa qua thì BVH cũng Có điểm tích lũy Tuy nhiên là cái điểm mà điểm điểm ở phiên giao dịch của ngày 22 với ngày 23 thì BVH bị sọt xuống tương đối là sâu. Ở đây thì tuần trước nó khá tốt này. Nó xây được với kênh xu hướng và như hùng là có phân tích là gì dự báo ở vùng 43.8. Tuy nhiên là đến phiên giao dịch của ngày 22 thì nó bị mất vùng 43.8 và khi cái điểm điểm gãy kỹ thuật ở đây nó bị mất thì đương nhiên nó phải test lại ở vùng dưới rồi chứ nó không thể phục hồi long được. Các anh chị lưu ý một cái nguyên lý là như vậy thế thì tại vùng 43.43.2 nó tích lũy từ phiên giao dịch ngày 22 cho đến phiên kết tuần hiện tại thì vẫn chưa có quá nhiều các cái động lực với lực cầu khá là thấp do đó ở khoảng quanh vùng 43.2 khả năng ở đây ở quanh những biên này thì chúng ta kỳ vọng là gì à, nó sẽ tiếp tục tích lũy à, hình thành cái điểm tạo đáy ở đây rồi căn cứ lực cầu à, cung cầu ổn định thì chúng ta dự báo cái điểm mà BvH có thể phục hồi đi lên ở khoảng quanh vùng 44.5 cổ phiếu Z uh, hiện tại thì Z vẫn đang trượt dài ở trên một cái uh, kênh uh, kênh cản chéo về xu hướng ở đây các anh chị nhá và chúng ta có thể xem lại những cái bản tin uh, phân tích tuần nó như là dòng thời gian thôi thì trong tuần này chúng ta dự kiến điểm test 1 ở vùng 64.5 điểm test hai vùng 64 thì trong phiên giao dịch 21 à 22 thì nó bị mất ở vùng 64 và vùng 64 bị mất thì nhung đã có phân tích rồi nó sẽ phải về vùng 63 và tại vùng 63 này thì nó test điểm một nó bật long rồi nó test điểm 2 và cây kế đến kết tuần ở đây thì nó chạm đúng cái vùng 63 và nó chạm đúng cái vùng gọi là phân tranh giữa cái đội long và đội sọc cho nên tuần tới thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm cái tín hiệu trong phiên giao dịch ngày thứ hai có thể về đến đây thì nó lại xuất hiện. Đây các anh chị, đây là một cây nến đỏ nhá thì nó lại vào phiên giao dịch của ngày 23 thì nó lại xuất hiện một cây hồi xanh luôn thì cũng có thể hoàn toàn tương tự. Đây kịch bản như thế. Còn trong trường hợp nếu như mà nó bị thủng luôn vùng 63 thì như vậy là di sẽ quay trở về ở khoảng quanh uh, tiếp tục uh, lùi lại ở vùng 61.5 đến khoảng quanh vùng 62. trong nhóm cổ phiếu trụ thì chúng ta có phân tích và chúng ta có đề cập đến cái xu hướng của mã cổ phiếu PNG ở trong tuần vừa qua thì về cơ bản ở vùng 92.5 đến vùng 94 cổ phiếu PNG tiếp tục tích lũy và chúng ta chờ đợi ở đây là tín hiệu lực cầu, tín hiệu giá và tín hiệu đường MACD và MACD trong tuần vừa qua vẫn tiếp tục đỏ cho nên là cổ phiếu nó cũng sẽ chưa có cái động lực và chúng ta sẽ quan sát thêm ở trong ở cái biên hỗ trợ mình đã có phân tích. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp KBC ở trong tuần chúng ta có dự kiến điểm mà chỉnh công kỹ thuật quanh vùng 27.5 Tuy nhiên là phiên giao dịch ngày 21 thì nó bị mất luôn vùng 27.5 Thì khi vùng 27.5 bị mất thì nó sẽ lùi tiếp về vùng 26.8 26.8 bị mất thì nó sẽ lùi về vùng 26 Và 26 nếu tiếp tục thủng thì nó sẽ tiếp tục lùi về vùng 25 đến khoảng vùng 25.3 Nói như vậy để các anh chị hiểu là gì Chúng ta không thể nào chúng ta không thể nào chống lại được gì à, xu hướng của cổ phiếu mà chúng ta chỉ đi phân tích nương theo xu hướng của cổ phiếu mà thôi đó các anh chị lưu ý là như vậy và 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 rất nhiều những anh chị em hỏi là tại sao em mới suốt ngày em cứ phân tích test lại làm cái gì em phân tích nó trồng ngược lên cho anh vui không được anh chị làm sao mà được đúng không ạ cái nguyên lý vận hành như thế làm sao mà phân tích suốt ngày chồng ngược được nó phải test đó thế thì ở đây KBC sẽ có một cái biên ở đây là biên hai mươi đến 26 hiện tại nó đang lừng thường ở đây thì lường hưởng ở đây thì nó cũng chưa chắc chắn đâu các anh chị chúng ta phải xem đến à, xem đến là như thế nào trong trường hợp nó vượt lên vùng 26 cộng thì đó là gì tốt nhưng trong trường hợp các anh chị ở đây nó tiếp tục phiên giao dịch ngày thứ hai và nó xuất hiện một cây nến đỏ ví dụ như này là nến giờ đỏ như này là như này hỏng ơi thì như này học rồi thì nó phải nó phải lùi lại các anh chị chứ nó không có cách nào cả nó không có ai mà giữ được bảo ơi kbc ơi đừng có rơi nữa đứng im ở đấy không có đứng được nó phải rơi và nó phải đi cho đến khi nào mà nó đi chán thì thôi và nó sẽ tăng cho đến khi nào nó mỏi chân thì thôi đó cái cách thức của nó như vậy và chúng ta không thể không thể chặn được các anh chị nhá và chúng ta phải lựa lựa theo cái 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 tình huống và cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích thì đối với KBC ấy, thì nó có một cái thông tin uh, nói vui thôi. Đây là chia sẻ vui đó là nếu như mà Tổng thống Donald Trump mà thắng cử thì khả năng KBC sẽ có một nhiệm kỳ 4 năm uh, tương đối là um, tích cực đối với uh, cổ đông. Cho nên là anh em cứ cố gắng để chúng ta uh, đi theo đúng không ạ? Rồi SSC trong tuần khá là tích cực anh chị và lực cầu đang khá là ổn. Um, các điểm chỉnh cố mục tiêu đối với SSC chúng ta có phân tích ở vùng 38.3 38.5 thì nó test này rồi nó bật này rồi nó test này nó bật này nó test này. Đó thì uh, loanh quanh ở đây thì chúng ta có một điểm mút nến ở đây có một điểm mút nến ở đây cho nên là uh, tuần tới khả năng ở khoảng quanh vùng 38.2 kỳ vọng là gì uh, SSC sẽ test nghĩ về đây mục tiêu sẽ là vượt cản 39 và hướng về uh, cái điểm cản kỹ thuật tiếp theo của SSC ở khoảng quanh vùng 40. VGC ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng đã test tích lũy khá là tốt với à, với góc độ phục hồi ở những cây đến giờ kết thúc phiên và đối với VGC ở trong tuần vừa qua chia cổ tức các anh chị nhá cho nên là giá sẽ điều chỉnh sau chia và chính vì vậy trạc kỹ thuật thì chúng ta cũng nói đến à, các cái điểm phân tích hỗ trợ kỹ thuật sau chia của VGC thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Ờ, vùng 40.3 đến vùng 40.5 tích lũy khá tốt và phiên giao dịch ngày nay có những cây đến giờ đã mút xuống đến vùng 40.40 40 và nó rút chân lên được vùng 40.5 như vậy thì tuần tới khả năng sẽ quanh vùng 40.3 40.5 sẽ tiếp tục kỳ vọng là gì biên hỗ trợ kỹ thuật tích lũy thành công mục tiêu target kỹ thuật ở trong ngắn hạn ở khoảng vùng 42 cổ phiếu IDC thì như ông đã có phân tích chia sẻ với anh chị em rồi ở đây thì nó cũng đang có những cái điểm nó cũng đang có những cái điểm gọi là <laughs> Uh, gọi là tích lũy sideway đi ngang thôi và động lực thì nó không có ở trong cái thời gian vừa qua và đặc biệt trong tuần vừa qua thì nó có hai cái điểm xả này đây là phiên giao dịch ngày 22 nó xả khá là mạnh này và phiên giao dịch của ngày 24 uh, với khối lượng vô khá là lớn uh, cho nên là cái xu hướng ở đây các anh chị chúng ta có một cái đường cản chéo đây cái xu hướng Uh, khi mà cổ phiếu này bị thủng đó các anh chị cái nguyên lý nó như vậy thôi khi nó bị thủng ở vùng 55 thì đương nhiên nó sẽ xuống vùng 52 chả ai hứng được cả nó cứ thế nó đi thôi mà nó đi đến lúc nào mỏi chân mà nó thủng vùng 52 thì nó đó sẽ đi tiếp đó cho nên là tuần tới thì uh, đối với IDC nó khoảng quanh vùng 52 test tích lũy thành công thì như vậy có thể nó sẽ có xuất hiện một cái lực hồi ngắn về khoảng lại quanh vùng 55 thì các anh chị chú ý thêm À, đối với nhóm ngành này chúng ta còn có mã cổ phiếu BCM thì đối với con này nó nằm ở trong rổ VN30 và cổ phiếu trụ thì trong thời gian vừa qua trụ đạp cho nên là cổ phiếu này nó không thể tăng được các anh chị và xu hướng thì nó quay trở về nó tích lũy và tuần này thì nó đã về đến cái vùng 64 đến khoảng quanh vùng 64.5 đấy trên trạc cái thuật tuần thì như vậy là nó đã rũ đây các anh chị nó nó tích lũy này rất nhiều tuần và bây giờ nó quay trở lại nó rũ và với cái góc độ của mã cổ phiếu BCM thì các anh chị đánh lướt sóng thì rất là khó anh chị nhá đánh lướt sóng thì rất là khó nhưng mà chúng ta đánh ở góc độ gọi là tích lũy tại các vùng hỗ trợ thuật để cầm ở một góc độ chung và dài hạn thì được chứ còn nếu mà đánh lướt thì nó rất là khó bởi vì cái cách thức vận hành của cổ phiếu này nó rất là dài và gần như là nó đánh nó 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 đi ở trên chạc kỹ thuật tuần thì 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 anh chị em sẽ cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ khi mà chúng ta cầm nắm nhóm anh mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu thép HPG trong tuần chúng ta dự kiến ở điểm 26.7 đến vùng 26.8. Đây, phiên ngày 21 nó test. À nhưng mà đi đi ngang thì nó bị thủng mất cái vùng 26.7 cho nên nó sẽ phải lùi tiếp cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở vùng 26.3. Tích lũy được từ phiên giao dịch ngày 23, 24, 25 như vậy tuần tới khả năng sẽ quanh vùng 26, 23, 26, 4 Hòa Phát sẽ tiếp tục test tích lũy và ở đây thì Hòa Phát nó cũng bị một cái đường cản chéo ở đây anh chị nhé, thiết lập ở vùng 27.5 sau đó nó thiết lập ở vùng 27.3 và có thể tuần tới loanh quanh ở đây anh chị, loanh quanh ở đây, loanh quanh ở đây khi mà nó phục hồi á thì đây nó mới cản chéo đấy anh chị, chúng ta nhìn thấy rồi đúng không ạ? Và đây vùng 27 thì nó là cản ngang và vùng 27.2 thì nó lại cản chéo đây cho nên là đây nó cũng sẽ là cái vùng 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 cản khá là dài cho nên là chúng ta sẽ chờ đợi thêm các cái tín hiệu tạo lập tại đây HSG HSG Đây các anh chị Cổ phiếu Hoa sen à và Hoa sen cũng đã có một cái điểm trượt dài trên đường kênh xu hướng điểm cao nhất Nó thiết lập được ở vùng 22 sau đó đến vùng 21.6 Ở đây các anh chị 21.6 và nó đang trượt ở đây trong tuần này thì chúng ta đã dự báo vùng 20.2 đến vùng 20.4 thì nó test này đến phiên giao dịch của ngày 22 và ngày 23 nó test vùng 20.2 có điểm đảo long lên đến sát chạm cản canh xu hướng chéo ở à, tuy nhiên động lực nó không đủ và cây nến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay thì nó tương đối là vô duyên đối với mã cổ phiếu HSG do đó tuần tới lại vùng 20.2 test tích lũy Thành công thì như vậy là chúng ta lại có vùng cản chéo ở đây khoảng quanh vùng 20.7 đến khoảng quanh vùng 20.8 Nam Kim uh, NKG dự báo ở đây vùng test kỹ thuật 20.6 đến khoảng quanh vùng 20.7 Và Nam Kim thì cũng như vậy thôi Nhóm thép thì nó đều set up một cái cản chéo ở đây Đây một điểm cản, đây một điểm cản Và trong tuần này thì nó vẫn nằm ở dưới cái điểm cản chéo này uh, nó bị thủng cái vùng này 20.6 này thì nó test về đến điểm 20.2, phục hồi lên và quay trở lại test cho nên tuần tới nam kim vẫn ở quanh vùng 20 20.2. Rồi nó lại phục hồi long và khả năng nam kim nó sẽ phải đi hoàn thành hỗn nốt cái mô hình này các anh chị nhé tức là uh, gặp cản ngang thì đánh long và gặp cản chéo trên thì sọc lại và nó đi, nó đi cho đến khi, cho đến khi cái mô hình dao động này gọi là mô hình dao động tắt dần. Và cái điểm tắt dần đó ở cuối chu trình đấy các anh chị nhá ví dụ đây ví dụ đây này đấy nó đi lên này rồi nó đi lên này đó nó tắt dần như này ví dụ như vậy và sau đó thì nó có gì ạ có những cái điểm vừa thoát đi lên ví dụ ở đây như vậy thì đó sẽ là những cái điểm mua rất là đẹp trong cái quá trình mà chúng ta theo dõi một cái mã cổ phiếu VGF ở đây chúng ta có biên hỗ trợ kỹ thuật dự kiến ở đây là vùng 36 chấm bảy vùng 37 này khi thủng vùng này này thì như vậy nó sẽ phải lùi về tiếp đến vùng 33.5 đến vùng 34 này bật lên test lại cho gió đó tuần tới thì ở 33.5 đến khoảng vùng 34 quay trở lại test lưu ý test lưu ý thành công mục tiêu cản 36 điểm xa hơn sẽ là vùng 38 nhóm này mình chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm bất động sản dân cư thì trong tuần vừa qua và đặc biệt là trong phiên giao dịch của ngày thứ năm và phiên ngày hôm nay thì vai trò của bất động sản dân cư khá là tích cực khi mà nó đỡ để nó giảm bớt cái điểm giảm của chỉ số vn index và bản chất ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì bất động sản dân cư cũng đã có những cái điểm đỡ tích cực các anh chị nhá có một số các cái mã cổ phiếu nó đã phục hồi khá là tốt và với cái đà tích lũy các anh chị với cái đà tích lũy trong thời gian vừa qua thì chúng ta kỳ vọng điều gì à thị trường của chúng ta dòng tiền của chúng ta ở trên thị trường có thể bắt đầu hướng lại vào nhóm bất động sản dân cư để nó đánh À, trong cái quý 4 của năm 2024 tức là quý cận Tết à, các anh chị. Sell trong tuần chúng ta dự báo ở biên 15 146 đến vùng 15. À, trên thực tế thì các anh chị nhìn thấy những cây nến này đây là những cây nến ảo và thực tế thì nếu đúng khả năng là sell ở vùng 14, 8 đến vùng 15 là chuẩn nhất. Đó cả cái thuật trên ở vùng 16 nhưng chưa vượt thoát qua và với cách thức vận hành tích lũy như thế này thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá ở vùng 15.2 khả năng sẽ test tích lũy về đây mục tiêu vượt vùng 16 và hướng đến vùng 16.5 HDG ở trong tuần chúng ta có phân tích điểm chỉnh cung dự kiến ở vùng 27, 27.2, 7.4 Uh, phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó thủng ở vùng 27 ở đây cho nên là nó phải test lại ở vùng 26.4 và tại vùng 26.4 thì nó cũng vòng vo nó xây khá là dài do đó tuần tới thì vùng 26.4 26.6 à, uh, đây sẽ là biên tích lũy kỳ vọng của HDG mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lại quanh vùng 28 cổ phiếu HDC à, uh, về mô hình hiện tại của HDC đang khá là đẹp lực cầu tương đối là ổn trong tuần uh, chúng ta dự kiến điểm 25.4 25 năm test lại nhưng trên thực tế đâu đó nó chỉ test lại ở khoảng quanh vùng 25 7 ở đây này rồi sau đó nó đảo long và nó hoàn thành người ta ghét tuần ở vùng 27 này sau khi vượt lên trên 27 thì nó test này và phiên giao dịch của ngày hôm nay đảo long này test lại đảo long nói chung là cũng khá là lằng ngoằng cho đó tuần tới vùng 26.8 đến quanh vùng 27 sẽ là biên sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu HDC kỳ vọng test tích lũy thành công thì mục tiêu sẽ có thể hướng về vùng 28.5 À, tiếp theo sẽ vào khoảng 28.5 đến khoảng quanh vùng 29 NLG Nam Long thì đối với Nam Long á chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 38.5 ở trên thực tế thì có điểm nhúi qua vùng 38.5 nhưng mà sau đó thì nó lại phục hồi lại loanh quanh được 38.5 vượt lên đến vùng 39.5 test lại à như vậy thì tuần tới 38.5 đến 38.7 test tích lũy thành công mục tiêu vẫn là vùng 41 đến vùng 41.5 đây chính là target dở dang của tuần này mà chúng nó chưa đạt được À, Khang Điền ở trong tuần vừa qua tín hiệu à, kỹ thuật của nó cũng khá là tốt. Vùng hỗ trợ kỹ thuật chúng ta phân tích điểm 32.5. Điểm sâu hơn sẽ là vùng 32. Và trên thực tế thì à, Khang Điền về đến khoảng quanh vùng 32.3 thì tích lũy và bắt đầu đảo long. À, target kỹ thuật à, 34 thì trong tuần vừa qua thì à, Khang Điền cũng đã đạt được. Chính thức đạt được cái target 34 trên 34. Và bắt đầu nó khi chạm đến cái vùng cản này thì mà nó bắt đầu nó quay trở lại nó sọc lại. À, và cái đến giờ kết thúc phiên cũng là một cái điểm mà sọc tương đối là mạnh của... À, CADH ở đây, do đó thì uh, tuần tới chúng ta sẽ tính toán thêm cái điểm 32.8 đến khoảng vùng 33, khả năng điểm này sẽ là điểm cân bằng. Ờ uh, test tích lũy trở lại thì mục tiêu uh, trong ngắn hạn sẽ tiếp tục hướng lại vùng 34 đến khoảng vùng 34.5. Đạt Phương là một mã cổ phiếu khá là khỏe của bắt đầu ngành bất động sản dân cư. Trong tuần chúng ta dự kiến điểm 55.5 đến khoảng quanh 55.8 uh, có điểm nhúi quá, nhưng mà liền sau đó thì như vậy là gì? Ở phiên giao dịch của ngày 23 thì đạt phương lại lấy lại được cái vùng ngay lập tức là lấy lại được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và có điểm long khá là tốt target ở vùng 58 thì cũng đã hoàn thành và khi chạm vùng 58 thì ở đây nó bắt đầu có xu hướng gì ạ test lại tuần tới ở vùng 56.5 đến khoảng quanh vùng 57 khả năng nó sẽ test tích lũy ở đây test tích lũy thành công các anh chị lưu ý nhá cái từ rất quan trọng đấy là test tích lũy thành công chứ còn nếu thủng ở đây rồi thì làm sao mà lên được 60 nữa đúng không ạ test tích lũy thành công người target chúng ta tiếp tục ngắm lại vùng 58 điểm xa hơn sẽ là vùng 60 cổ phiếu DIG uh, hiện tại thì có thể nói là nhà đầu tư nhỏ lẻ đang cầm tương đối nhiều mã cổ phiếu DIG cho nên là nó đang rang nó đang rụng cho đến lúc nào có khả năng là khi nào mà nhỏ lẻ bắt đầu kiệt quệ mệt mỏi thì có thể khi đó nó mới đánh đúng không ạ trong tuần vừa qua chúng ta nói đến vùng 20.2 à, cộng trừ 2 cộng trừ 0.2 thì nó test về đến vùng 20.1 ở đây trong phiên giao dịch ngày 22 có xu hướng đảo long Target tuần thì ở vùng 21.5, 21.7 chưa có đạt được và nó quay trở lại test tuần tới 20.5 đến 20.7 kỳ vọng test tích lũy thành công. Mục tiêu sẽ là ngắm lại vùng cả thuật quanh vùng 22. Đất xanh khá là đẹp và hiện tại thì lực cầu của đất xanh ở trong tuần vừa qua đang được đẩy lên tương đối là tích cực. Nó nối tiếp cái tuần trước ấy. À đúng không ạ? mục tiêu test ở vùng 15.8, 16 này và điểm sâu hơn ở vùng 15.5 thì nó test ở điểm 15.9 thôi và target tuần 17 thì đã chính thức là đạt được hai cái nến giờ phiên ngày hôm nay à, nó công đến vùng 17 nhưng mà đều xịt hơi tiếc nuối nhà phiên sáng chạm vùng 17 rồi phiên chiều cũng tiếp tục ép lên vùng 17 nhưng mà nó cũng cũng không thể nào ép qua được và đành phải đóng cửa ở vùng 16.6 hình thành những cái cây nến hơi 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 đuối tí à, tôi tuy nhiên không sao cả vùng 16.2, 16.4 Carang tuần tới sẽ là biên mà gì? À, đất xanh sẽ tiếp tục xây, kỳ vọng xây tích lũy thành công ở vùng này, mục tiêu vượt 17 và hướng về cái cảnh tiếp tục tiếp theo ở khoảng quanh vùng 7.5. PDR ở vùng 20.2, 20.5 đã tích lũy thành công ở trong phiên giao dịch của ngày 22, target tuần ở vùng 22 thì ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng lên đến khoảng quanh vùng 21.95 rồi, nó khá là tốt rồi cho nên là À, tuần tới thì khả năng ở vùng 20 à đây là không phải 20 chứ 21 21.3 khoảng quanh vùng 21 đến khoảng 21.3 các anh chị nhé à, kỳ vọng PDR sẽ test tư thành công mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn là nó sẽ vượt lại vùng 22 vùng 22 là vùng cản rất là mạnh của cổ phiếu PDR ở trên chặt cái tuần ngày cho nên nó phải vượt qua vùng này đã và khi mà vượt qua được vùng 22 rồi thì có thể kỳ vọng lên đến vùng 23 ba à, Novaland vẫn nóng lắm nóng vái lúa Hơi chán nhỉ, đi 10.2 cộng trừ tuần này thì lại 10.2 cộng trừ thôi, nó đang tích lũy các anh chị, chả làm cái nào được à, Muốn anh em đang cầm bảo ủn nó đi đi, ủn làm sao ủn được đúng không ạ, chịu, không ủn được Mình tay nó bé nên là khó ủn lắm, à, phải tay to cơ, tay to người ta mới ủn được, cho mình tay bé nó khó ủn lắm 10.2 cộng trừ 0.2 tích lũy thành công, mục tiêu trong ngắn hạn Ở vùng 11.2 đến khoảng quanh vùng 11.3 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì trong tuần vừa qua nhóm ngành chứng khoán là một nhóm mất tay tức là nhóm ngành chứng khoán là một nhóm mà uh, có cái sự chỉnh giảm mạnh ở trong tuần vừa qua và nó nối tiếp xu hướng chỉnh cung mạnh ở trong tuần trước các anh chị lưu ý uh, tuần trước thì nó cũng uh, có một cái nhịp sọc tương đối mạnh đúng không anh chị à tuần trước nó cũng sọc này và chúng ta nhìn cái xu hướng của cổ phiếu vci chẳng hạn đúng không nó sọc này rồi tuần này nó chỉ hồi nhẹ lên một cái xong nó lại sọc tiếp này đó thì xu hướng chung của nhóm ngành chứng khoán là như vậy vậy thì um, đến phiên ngày hôm nay à, nhóm ngành chứng khoán đang động lại được ở một cái hỗ trợ ngắn Các chị lưu ý đang động lại được một cái hỗ trợ ngắn và cái hỗ trợ này cần phải phân tích cần phải kiểm định cần phải chứng minh ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới à, để chúng ta có thêm cái sự phân tích định lượng còn trên bản thi tuần thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta lấy cái mốc hỗ trợ à, kết phiên của ngày hôm nay để như vậy là chúng ta à, tính toán à, dự báo xu hướng. Cổ phiếu VCI trong tuần dự báo điểm test 1 36, điểm test 2 là vùng 35.4 và phiên giao dịch ngày 22 nó thủng và chính thức nó chính thức nó phải thủng ở phiên giao dịch ngày 24. Thì khi cái vùng 35.4 mà nó bị thất bại thì nó sẽ lùi tiếp về đâu? Vùng 34 đến vùng 34.2. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm này chứng khoán đã tích lũy khá là tốt, cây nến đầu sọc nhưng ba à, cây nến <laughs> à, ba cái nến giờ liền sau đó thì gần như tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán đều có sự phục hồi nhẹ cho nên vùng 34 34.2 kỳ vọng test đi thành công mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn 35.5 đến khoảng quanh vùng 36 ATM sự kiến điểm test tích lũy ở vùng 30 30.2 phiên 21 bị gãy vùng 30 và khi vùng 30 bị gãy thì nó sẽ tiếp tục lùi về vùng 28 28.2. Hiện tại khi chạm đến vùng 28 và 28.2 ở đây thì như vậy các anh chị nhìn thấy rồi, à, HCM cũng bắt đầu có cái sự tích lũy, kỳ vọng tuần tới sẽ tích lũy thành công vùng này. À, tất cả các kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn nó sẽ hướng lại ở quanh vùng cản 29.5 đến khoảng quanh vùng 30 cổ phiếu SSI thì hiện tại nó đang hơi tranh vanh các anh chị nhá bởi vì trên chạc cái tuần ngày thì các anh chị cũng có thể xem soi lại nhưng mà cái 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 điểm tích lũy này của à, của 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 SSI nó chưa được chuẩn cho lắm đâu nhá thì trong tuần chúng ta dự kiến cái điểm 27 27.2 nó sẽ test lại tích lũy vùng này tuy nhiên là vùng 27 bị gãy thì như vậy nó sẽ tiếp tục hướng lại vùng 26.4 đến khoảng vùng 26.6 tuần tới thì uh, chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá xem khi mà cổ phiếu uh, SSI nó lùi về đến đây thì chúng ta xem thử các cái tín hiệu đảo long đảo chiều xu hướng ở đây trong trường hợp test thành công, test tích lũy thành công và đảo long thành công thì như vậy là chúng ta mới tiếp tục dự báo cái khả năng phục hồi quay trở lại ở khoảng quanh vùng 27.8 đến khoảng quanh vùng 28. Cổ phiếu VND dự kiến điểm test 1 14.8, điểm test 2 ở vùng 14.6. Về cơ bản thì phiên giao dịch ngày 21, 22, 23 test khá là tốt. Tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày 24 thì VND bị mất ở vùng À, cổ phiếu VND bị mất ở vùng 24, sau đó thì nó lùi lại nó chỉnh cung và hiện tại thì nó cũng đang có một cái hỗ trợ khá là ổn ổn ở đây quanh vùng 14.2 14.3. Tuần tới thì à, tập trung quan sát ở vùng này. À, xuất hiện các tín hiệu đảo chiều đảo phá xu hướng thì chúng ta sẽ dự báo VND à, sẽ tiếp tục kéo lên ở khoảng quanh vùng 15. Mã cổ phiếu FTS ở trong tuần chúng ta dự kiến điểm 43 .3 đến khoảng quanh vùng 43.5. À tuy nhiên trên thực tế thì khi mà cổ phiếu FTS ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó bị thủng luôn ở vùng 43 ở đây. Và vùng 43 bị thủng thì nó sẽ lùi tiếp về đâu? À nó sẽ lùi tiếp về ở khoảng quanh vùng 40, 40.5 đến khoảng vùng 41 và hiện tại thì như vậy là cái điểm test ở à, mút đến sâu nhất của cổ phiếu FTS đã về đến vùng 40.5, có phục hồi và nó quay trở lại test lại cho nên là tuần tới sẽ tiếp tục ở quanh vùng 40.5. Test liên thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn FTS sẽ tiếp tục quay trở lại ở đây đó là vùng cảng kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 42.5 đến khoảng quanh vùng 43 SHS ở trong tuần thì nó cũng không có nhiều động lực đâu Nó cơ bản là nó vẫn đi theo form chung với lại nhóm ngành chứng khoán thôi Và tính tự đỉnh thì như vậy là FTS tiếp tục xuất hiện một cái tuần chỉnh cung Dự kiến ở quanh vùng 15.2 cộng trừ Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy là gì Cái đến giờ đóng phiên của phiên ngày 21 thì SHS chúng ta bị mất ở vùng 15 và khi vùng 15 bị mất thì nó sẽ lùi tiếp về vùng 14 Đó và hiện tại thì ở 14, 14.2 thì nó cũng đang động lại được ở đây Do đó tuần tới thì sẽ tiếp tục phân tích à, cái khả năng chỉnh cung test tích lũy ở quanh vùng 14, 14.2 À, trong trường hợp test tích lũy thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn ở đây thì chúng ta lại tiếp tục có cái điểm cả cái thuật ở đây các anh chị này ở đây là cái điểm nhô ở đây thì chúng ta nhìn đo đỏ, đỏ ở đây nhưng mà ít nhất là gì có thể đây vùng 15 khi nó thủng vừa, thủng qua vùng 15 thì trong cái quá trình phục hồi quay trở lại thì vùng 15 nó lại trở thành vùng cả chúng ta có thể quanh 15 nó đã bị uh, ngắn rồi để nó test lại cổ phiếu VX uh, 11 3 11 2 11 3 đây này thì nó test cũng được phiên giao dịch của ngày 21 Nói chung là nó giữ được cả tuần ấy. Đến phiên kết tuần Tức là phiên ngày hôm nay thì VX mới bị thủng vùng 11.2 Cái đến đóng phiên thì nó hơi xấu đối với mã cổ phiếu VX Và với việc mà nó bị mất vùng 11.2 Thì đương nhiên rồi nó sẽ lùi Và các điểm lùi tiếp theo sẽ là vùng 10.9 Để khoảng quanh vùng 11 Kỳ vọng ở đây thì nó test tích lũy à, Kỳ vọng ở đây thì nó test tích lũy thành công à, Rồi nó đảo long Thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục có cái cản ở đây là vùng 11.8 còn trong trường hợp nếu tại vùng 10.9 các anh chị quan sát đúng không ạ còn nếu như trong trường hợp 10.9 à, chúng ta quan sát mà nó không tích lũy được à, nó tiếp tục sọc thì như vậy là gì à, cổ phiếu VX sẽ tiếp tục giảm và giảm về đâu thì cái đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cổ phiếu AGR trong tuần có một điểm sọc một điểm long và ở đây chúng ta dự báo cái điểm 17.8 đến vùng 18 này đó nó test này rồi lùi đây test 17.4 17.5 tuần tới thì khả năng vẫn tiếp tục như vậy thôi 17 đến 17 5 tiếp tục test tích lũy và mục tiêu thì sẽ hướng lại quanh vùng cản tuần 18 ở đây AGR cũng đã hình thành một cái cản chéo về về kênh xu hướng cho nên là trong cái quá trình phục hồi đây nó một điểm đây một điểm thì khi mà AGR phục hồi về cản 18 thì khả năng nó cũng sẽ rung lắc và tại tại những cái điểm rung lắc đó thì uh, chúng ta sẽ quan sát thêm ở các cái tín hiệu nến cổ phiếu uh, VDS trong tuần dự kiến ở quanh vùng 20.5, 20.2, 20.4 ở đây này. À, và nó bị gãy. Khi bị gãy thì nó sẽ lùi lại vùng 19.3, 19.5, bật lên rồi test lại. À, do đó tuần tới thì khả năng 19.3, 19.5 sẽ tiếp tục quay trở lại test. Test đi thành công thì ở đây nó có một cái điểm ngẽn kỹ thuật các anh chị nhá. Thứ nhất là vừa cản ngang này. Thứ hai là vừa cản chéo từ trên này xuống này. Đúng không ạ? Đó, cho nên là tuần tới thì Uh, khi mà khả năng về đến vùng 20, 20.2 ở đây này thì nó sẽ có cái sự rung lắc Đó. Còn bật thoát qua được thì như vậy là nó đã hướng tiếp đến uh, Nó sẽ hướng, uh, hướng tiếp đến cái vùng cản chéo tiếp theo ở trên này Đó là khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.5 Cổ phiếu ORS ở trong tuần thì cũng khá là tốt khi vùng 13, 7, 14 14 nó tiếp tục giữ và tuần trước cũng như vậy anh chị nhé Vùng 13, 7, 14 nó tiếp tục giữ này Tuần này nó chạm đến điểm 14 này nó lại bật long lên vùng 14.8 này rồi phiên ngày hôm nay nó chạm vùng 13.8 đến vùng 14 thì nó lại tiếp tục tích lũy này Và ở đây nó tích lũy khá là tốt này, kỳ vọng test tích lũy thành công Mục tiêu thì chúng ta vẫn như vậy thôi, test tích lũy thành công ở đây thì như vậy là vùng 15 đến vùng 15.2 Và và như cũng đã có phân tích ở trong các cái bản tin tuần trước á, thì vùng 15, 15.2 ở đây vẫn là vùng cản này Thì các anh chị lưu ý nếu mà chúng ta bắt được thấp thấp ở dưới này thì khi mà ORS chạm đến cái vùng này Thì chúng ta cũng nên gì ạ? Chúng ta cũng nên chốt bớt cổ phiếu CTS là một mã cổ phiếu mà nó đi quá tốt các anh chị và trong cái nhịp mà gần nhất thì chúng ta phân tích được lên đến cái target ở vùng 42 và sau đó thì bây giờ nhá chúng ta cũng nhìn thấy là tại đây là 42 một vùng cản này ở đây nó tiếp tục có một cái vùng quanh 41 này và nó tạo thành một cái đường cản chéo trên mặt gọi là đường cản chéo về kênh xu hướng ở trong tuần chúng ta dự kiến điểm test 1 ở vùng 39.5, điểm test 2 ở đây là vùng 39 và khi mà cổ phiếu CTS bị thủng bị gãy một cây nến giờ ở vùng 39 trong phiên kết thúc của phiên ngày 21 thì nó sẽ lùi. Nó sẽ lùi và hiện tại nó đang lùi về đến vùng 36.5 đến vùng 37 thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục back test lại vùng 36.5. À tích lũy thành công ở vùng này thì có thể nó sẽ phục hồi lên vùng 38, Tuy nhiên, trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu à, CTS bị thất bại ở vùng 36.5. Các anh chị lưu ý, à, trong trường hợp nếu bị thất bại ở vùng 36.5 thì như vậy là chúng ta phải tính toán thêm các cái điểm test của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 35.5. MBS cũng là một mã cổ phiếu mà nó đang tích cực rồi, đúng không anh chị? Trong giai đoạn vừa qua MBS tăng khá là tích cực rồi và ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì trong tuần chúng ta dự kiến cái điểm 29 à, tuy nhiên khi mà mùng đã có phân tích cho các anh chị tuần trước cực kỳ rõ rồi trong trường hợp nếu như vùng 28.7 đến vùng 29 mà bị thất bại đúng không thì chúng ta phải tính toán đến cái vùng 27 đến khoảng quanh vùng 27.3 thì ở đây hiện tại là vùng 28.7 thì nó bị gãy và đóng cửa phiên của ngày hôm nay là vùng 28.4 do đó thì tuần tới ở sẽ ở khoảng quanh vùng 28 tám à, các anh chị lưu ý chúng ta sẽ kiểm tra lại vùng này nhá test tích lũy vùng này trong trường hợp nếu test được thành công thì nó sẽ đảo long Và cái quá trình đảo long đó thì như vậy là gì à, Có thể là thuận thì như vậy là à, MBS sẽ tiếp tục kéo vượt qua cái đường cản ngang Ở đây là vùng 29, 29.2 Và có thể hướng lại ở khoảng quanh vùng 30 Tuy nhiên trong trường hợp nếu mà Cổ phiếu MBS bị à, thất bại Ở quanh vùng 28 Thì như vậy là nó sẽ phải à, tiếp tục có một cái lực sọc nữa à, Để chúng ta tính toán Cái điểm 27 đến vùng 27.3 Và khi về đến cái vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục Quan sát tín hiệu nến để chúng ta xem thử là với cái tín hiệu đến như vậy thì à, thị trường của chúng ta à, cổ phiếu của chúng ta có thể phục hồi được hay không vân 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 thì chúng ta sẽ quan sát các cái tín hiệu diễn trực tuyến như vậy nếu như chúng ta xét về nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta thấy là nhóm ngành chứng khoán đã giảm ở trong 2 tuần vừa qua và có thể tuần tới thì chúng ta kỳ vọng ở phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba thì nhóm ngành chứng khoán sẽ có cái lực bật ngắn và lực bật ngắn đó thì nó sẽ long và nó sẽ chạm vào cái cản xu hướng chéo màu nó có vẽ phân tích cho từng mã cổ phiếu một Thế thì trong một cái góc độ kỹ thuật ngắn hạn ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Có thể nhóm ngành chứng khoán sẽ phân phối. Thì khi nhóm ngành chứng khoán phân phối là một dấu hiệu tích cực cho nhóm ngành bất động sản dân cư. Bởi vì dòng tiền ở trên thị trường khi mà thoát ra ở một cái nhóm ngành A thì nó sẽ tìm cách để nó đánh vào một cái nhóm ngành B. Và hiện tại thì bất động sản dân cư cũng là một trong những nhóm ngành tiềm năng có thể là gì dẫn dắt thị trường, dẫn dắt xu hướng thì căn cứ các tín hiệu thực tế ở phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ phân tích để chúng ta tổng hợp thêm bản phân tích tuần này xin phép được tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo